Bốn điều không tồn tại vĩnh cửu trong cuộc đời. Kính thưa quý vị, con người sống vì sao mà đau khổ? Đời người có những thứ là quy luật tự nhiên, nhưng rất nhiều khi con người rơi vào đau khổ, tuyệt vọng bởi vì không hiểu được điều ấy. Nếu như có thể hiểu ra và buông bỏ, thì nhất định sẽ sống được vui vẻ, thản đãng hơn nhiều. Nỗi khổ của con người thường có nguyên nhân từ việc bị mất đi một thứ gì đó. Nhưng trong thế gian vô thường, có điều gì là không mất đi? Chuyện kể rằng hai vợ chồng nọ có một cô con gái khoảng 14-15 tuổi, đoan chính, thông minh, lại có tài ăn nói hiếm người sánh kịp. Hai vợ chồng vô cùng yêu thương cô con gái duy nhất này. Thường ngày, hễ gặp chuyện ưu phiền gì, chỉ cần nhìn thấy con gái là mọi nỗi phiền muộn đều lập tức biến mất. Rồi đột nhiên, cô bé bị mắc trọng bệnh và không lâu sau thì qua đời. Đối mặt với cái chết của con gái, hai vợ chồng vô cùng thống khổ, khóc lóc nỉ non. Người chồng vì đau buồn quá mà cả ngày đi lung tung khắp nơi như người điên. Một lần, trong lúc đi lang thang, người chồng đi tới một ngôi chùa nhỏ, thanh tịnh. Chợt có phần tỉnh táo ra, ông ta liền bước vào chùa. Gặp vị hòa thượng già đang ngồi trong sân, ông bèn kể lại chuyện đời, mong được khai thị. Vị hòa thượng già nghe xong, chậm rãi nói: trên thế gian này có bốn điều là không thể tồn tại vĩnh cửu. Hữu thường giả tất vô thường, phú quý giả tất bất cửu, hội hợp giả tất biệt ly, cường kiện giả tất quy tử. Hữu thường giả tất vô thường, hết thảy đều thay đổi. Bất luận thứ gì tồn tại trên đời này cũng đều như thế, không thể mãi bảo trì trạng thái ban đầu. Vạn sự vạn vật, thời thời khắc khắc đều ở trong sự biến đổi. Núi sông, mặt đất, vũ trụ cũng đều là thời thời khắc khắc ở trong quá trình thành, trụ, hoại, diệt. Phú quý giả tất bất cửu, giàu có là không thể vĩnh cửu. Cho dù có sung túc đến thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ suy vi. Tục ngữ có câu, giàu không quá ba đời, hàm ý rằng vinh hoa phú quý không thể cưỡng cầu níu giữ. Người ta làm việc thiện, tích đức thì sẽ bảo trì được phúc phận cho con cháu đời sau. Nhưng đa phần con cháu không giữ được tấm lòng của cha ông. Người ta ở trong hoàn cảnh đủ đầy, nhàn nhã thì đều dễ xuất hiện sự cao ngạo và lòng tham, lại cũng dễ hủy hoại nhân cách con người. Cũng bởi thế mà không thể giữ mãi sự giàu có. Hội hợp giả tất biệt ly, con người ta đâu thể ở cùng nhau mãi mãi. Bạn bè, người thân đến thăm rồi sẽ về, cha mẹ, vợ chồng, anh em ở cùng một chỗ, rồi cũng tới lúc phải mỗi người mỗi ngả. Dẫu có sinh sống cùng nhau thì tới một ngày kia tất cũng phải sinh ly tử biệt. Cuộc sống có những lúc còn có thể níu giữ nhau, nhưng có những lúc dùng hết cách cũng không thể níu giữ được. Người không thể buông bỏ thì điều nhận được chỉ là thất vọng và bi thương vì không thể nắm giữ. Cường kiện giả tất quy tử, cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng có thời điểm già đi. Cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng quy về cái chết. Giải thích xong, vị hòa thượng lại cảm khái mà nói: thường già giai tẫn, cao già diệt đọa, hợp hội hữu ly, sinh già tất tử. Điều gì cũng có tận cùng, cao rồi cũng rơi xuống thấp, hợp rồi sẽ có ly biệt, sống ắt sẽ có chết. Bởi vậy mới có câu nhân sinh vô thường. Con người được ban cho sinh mệnh và cũng đồng thời được ban cho hoàn cảnh sống vô thường này. Cũng chỉ có sự an bài của tạo hóa như vậy thì con người mới biết quý trọng cuộc sống, mới có thể cảm ngộ ra rằng nhân sinh bất quá chỉ là quán trọ mà thôi. Cũng chỉ có vậy thì con người mới luôn vô ý hay hữu ý mà không ngừng tự hỏi trong suốt cuộc đời: ta là ai? Ta từ đâu tới? Đến thế gian này để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu? Người xưa có câu chiêu văn đạo tịch khả tử, sáng sớm nghe đạo, tối chết cũng an lòng. Trong tâm có thấu hiểu
có lĩnh ngộ, có buông bỏ thì mới có thể an yên mà vượt qua. Nhân sinh là vô thường, nhưng trời đất không vận chuyển một cách tùy ý ngẫu nhiên. Từ xưa tới nay, niềm tin về một quy luật, một dòng năng lượng hài hòa chảy xuyên suốt toàn vũ trụ đã là trọng tâm của nhiều nền văn minh. Đạo gia gọi sự cân bằng ấy là đạo. Đức Phật thể hiện quy luật ấy thông qua lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Con người chỉ có tu luyện hướng về quy luật vũ trụ mà hòa tan vào thì mới có thể buông bỏ và vượt thoát khỏi nhân thế gian, thì mới có thể thực sự nhìn thấy được sự bất biến chân thực bên trong lẽ vô thường của trời đất. Tín dụng đến ngày tất toán thì trả cùng một lúc, như vậy họ sẽ thống kê được số tiền mình tiêu xài trong một tháng. Quan trọng hơn nữa là người giàu đều biết quản lý tài chính, cho nên họ không thể tự tiện tiêu xài quá mức và thường phải ứng tiền trước trong những trường hợp khẩn cấp. Cho nên người giàu thường sẽ không có tiền mặt trong tay. Vì vậy, chúng ta thường lầm tưởng họ là những người không có tiền hoặc chi tiêu rất tiết kiệm. 2. Người giàu thường vay rất nhiều tiền. Tại sao lại nói người giàu hay bị thiếu tiền? Bởi vì họ không bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà chỉ muốn có cây đẻ tiền. Cho nên rất nhiều công ty, xưởng sản xuất đều vay tiền ngân hàng để đầu tư sinh lời. Bạn nói anh ta là người giàu, thế nhưng cũng nợ ngân hàng không ít. Nhìn anh ta mặc đồ sang quý nhưng lại gánh một khoản nợ cực lớn trên lưng. Cũng đúng thôi, bạn phải biết là để vay mượn được số tiền cực lớn đó thì anh ta cũng phải có khoản thế chấp giá trị tương đương. Nhưng bình thường họ vẫn phải trả các khoản lãi suất rất cao. Vì vậy, những người vay mượn càng nhiều, họ càng tỏ ra nghèo hơn bình thường. Người giàu có thật sự sẽ không ngừng vay tiền ngân hàng, giống như Vương Kiện Lâm, tỷ phú người Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt, từng nói với con trai: tiền tài nhà chúng ta cho con hoang phí ba đời cũng không hết, nhưng mà nợ nần nhà này con phải trả tám đời cũng không xong. Người đã mang nợ thì đương nhiên sẽ phải tiêu xài cẩn thận, bởi vì hôm nay tiêu nhiều, ngày mai sẽ khốn đốn, nên họ thường biểu hiện bản thân rất tiết kiệm là vậy. 3. Người giàu luôn biết giả vờ. Người giàu thật sự rất biết cách ngụy trang. Lúc cần phải tỏ ra giàu có, họ cũng có thể tỏ ra rất giàu có. Nhưng lúc cần giả vờ nghèo khó,